những câu chuyện về công tác phòng chống dịch bệnh. Sự chung tay đồng lòng của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Sống chậm và cảm nhận cuộc sống là câu nói vui mà nhiều người đang nói khi chúng ta thực hiện giãn cách xã hội. Và khi thực hiện nghiêm chỉ thị 16 thì có nghĩa là người dân sẽ hạn chế tối đa việc ra bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc là một số các hoạt động của người dân, trong đó có việc mua sắm hàng hóa sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên thì thưa quý vị, chúng tôi đang đứng tại khu vực tổ 4 khu phố 5 phường Long Tâm. Ở đây thì các chị em phụ nữ đã có một cách mua hàng rất là ấn tượng. Chị em phụ nữ tổ 4 khu phố 5 có thành lập một cái nhóm Zalo. Khi dịch Covid-19 bùng phát thì các chị em tham gia rất là nhiều. Qua đó thì giúp các chị em là mua đồ, những cái lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho nhóm. Qua việc là đi chợ hộ, sau đó là ship tận nhà cho các chị em. Nhận hàng thì chúng tôi thống nhất là tập trung tại một điểm, sau đó từ người ra nhận hàng để không tập trung đông người và luôn đeo khẩu trang. Còn tiền thì chúng tôi chuyển khoản cho người đại diện đặt hàng, còn người đại diện cũng trả cho người bán hàng theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo việc hạn chế tiếp xúc gần. Và chúng tôi luôn đảm bảo an toàn trong quá trình đặt hàng. Từ ngày mà thấy cái thực hiện giãn cách xã hội á, thì chồng em thì bây giờ đi làm trên công ty thì người ta cho ở sắp xếp trên công ty luôn. Nhà thì có một mình em với hai đứa con nhỏ, ông bà đều ở xa hết, nhưng mà khu phố có phát phiếu đi chợ cho. Nhưng mà em bây giờ hai đứa nhỏ em cũng đâu có đưa ra ngoài được, nên là em thường hay nhờ mấy chị ở trên nhóm mua đồ rồi giao tận nhà cho, nên là cũng có rau củ quả rồi cần sữa cũng có người mua sữa cho. Nói chung là em cũng cảm thấy yên tâm ạ. Chị em khu phố 5 phường Long Tâm mình thành lập một cái nhóm Zalo để đặt đồ ăn qua mạng để hạn chế đi ra ngoài đường để phòng dịch bệnh Covid-19. Mình thấy mô hình này rất là hay nên cần nhân rộng như vậy. Câu chuyện ngồi nhà đi chợ của chị em ở tổ 4 khu phố 5 phường Long Tâm có lẽ không quá mới mẻ. Tuy nhiên thì trong điều kiện dịch bệnh đang bùng phát hiện nay, và đặc biệt là khi chúng ta thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, thì hình thức đi chợ như thế này rất là hữu hiệu, thưa quý vị ạ.